Kiếm sư có lối tấn công đa dạng với vũ khí là kiếm. Đây là môn phái có thể xử lý mọi tình huống, từ việc đứng... Võ sư là bậc thầy về võ thuật với vũ khí là găng tay. Pháp sư là bậc thầy về nội lực. Pháp sư có tầm tấn công rộng và có thể gây sát thương đồng thời lên nhiều mục tiêu. Kiếm sư có lối tấn công đa dạng với vũ khí là kiếm. Đây là môn phái có thể xử lý. Kiếm sư có lối tấn công đa dạng.